Bản tin thời tiết và môi trường hôm nay sẽ bắt đầu với thông tin về cơn bão trên biển Đông, bão Sao La. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, bão Sao La chủ yếu di chuyển theo hướng Tây, Tây Nam với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Cường độ tiếp tục yếu dần. 13 giờ chiều ngày 2 tháng 9 năm 2023, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 10, giật cấp 12. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, vùng biển phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 10, giật cấp 12, biến động rất mạnh. Chuyển sang thông tin thời tiết trong tỉnh, hôm nay thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mát mẻ, trưa chiều và đêm có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay, 2 tháng 9 và ngày mai, 3 tháng 9. Khu vực phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Đêm nay có mưa vài nơi, nhiệt độ 24 đến 26 độ, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Ngày mai trời nắng, trưa chiều có mưa rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ 29 đến 31 độ, độ ẩm 84 đến 89%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc. Đêm nay có mưa vài nơi, nhiệt độ 24 đến 26 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Ngày mai trời nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 29 đến 31 độ, độ ẩm 83 đến 88%. Huyện Côn Đảo, đêm nay có mưa, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Ngày mai trời nắng, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ ẩm 83 đến 86%. Hải Phòng vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 3 tháng 9 năm 2023, nước lớn, mức cao nhất 395cm vào lúc 4 giờ 30 phút và nước ròng mức thấp nhất 40cm lúc 22 giờ. Kết quả quan trắc về bụi khói khí thải trong toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong hôm nay đều ở ngưỡng tốt. Với ba khu vực đặc thù của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đều được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày 2 tháng 9 đều đạt ngưỡng tốt, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt trong dịp lễ này. Tại trạm quan trắc ngã tư Giếng Trước, thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 35, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức tốt với chỉ số AQI là 25. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa ở mức tốt 28.